chương 501, rửa sạch một hạ nhân loại. Vừa rồi khải tác biện pháp, đích xác hữu hiệu, nếu tập hợp hiện tại xà tộc văn minh sở hữu sinh vật, đích xác có thể đem kia to lớn tinh cầu cấp hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng là, trả giá đại giới, cũng là cực đại, kế tiếp muốn suy xét sự tình, chính là nên như thế nào làm đại gia có thể tiến vào kia to lớn tinh cầu phía trên, đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Diệp Bắc phun tinh tử, chậm rãi mở miệng. Tiến hóa tới rồi hắn này một bước. Trí tuệ trình tự phi thường cao, tuy rằng trong khoảng thời gian này, hắn diệp bắc vẫn luôn là chiếm cứ ở chỗ này nhưng là tinh thần lực lĩnh vực phóng thích đối toàn bộ xà tộc văn minh thời khắc đều ở vào quan sát bên trong các loại mới là kỹ thuật các loại không thể tưởng tượng tri thức hắn diệp bắc toàn bộ đều hiểu chỉ là rất nhiều thời điểm diệp bắc cũng không nguyện ý toàn bộ trộn lẫn hợp đi vào mà thôi vương kia ngài biện pháp là khải tác nghi hoặc hỏi đến tam thể văn minh nói còn có 10 ngày thời gian hiện tại đi qua một ngày chúng ta còn có cửu thiên thời gian chuẩn bị trừ bỏ đối phó bọn họ ở ngoài, kế tiếp phải làm, khẳng định là đem những cái đó phản bội nhân loại xử lý tốt. Suy suy. Diệp Bắc Phung tin tử, nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt mang theo mê giống nhau tự tin. Có biện pháp. Khải tác, vương văn, kim sư tử, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Bắc hiện tại bộ dáng sau, trong lòng toàn bộ đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng đối những cái đó chạy trốn các nhân loại cảm thấy thật sâu bi ai, những cái đó gia hỏa nhóm, kế tiếp khẳng định sẽ bị chết thực thảm đi. Nhân loại liên bang, tối cao làm công chỗ. Ý đồ chạy thoát, trên cơ bản đều là những nhân loại này phú hào, hoặc là một ít đại hình thế lực. Đã từng hoa hạ quốc thủ lĩnh, Nga Tổng thống. Cùng với trước mắt nhân loại liên bang cao tầng nhóm, nhưng thật ra không có phát sinh chạy trốn sự kiện. Bởi vì những người này đều rõ ràng thật sự, xà tộc thực lực khủng bố, đã sớm cho bọn hắn mang đến vô cùng đáng sợ dấu vết. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, nếu thật sự xà tộc văn minh bị diệt, thái dương hệ bị hủy, những cái đó chạy trốn các nhân loại, ở không có bất luận cái gì căn cơ dưới tình huống chỉ biết trở thành lưu vong sinh mệnh có lẽ có thể sống một đoạn thời gian nhưng là cái loại này sinh hoạt tuyệt đối là đáng sợ vô cùng nói đi các ngươi tính toán làm sao bây giờ phát sinh loại chuyện này xà thần phi thường phẫn nộ nhất đáng giận chính là trừ bỏ nhân loại ở ngoài chủng tộc khác nhóm toàn bộ đều không có bất luận cái gì dị động cổ Nguyệt quét mắt nhân loại cao tầng thanh âm lạnh băng trở thành sứ đồ sau cổ Nguyệt làm nhân loại thân thể cũng có thể sử dụng dịp bắt một ít năng lực, hơn nữa thành phẩm tiến hóa dược tề, nàng cá nhân sức chiến đấu, thậm chí so với lúc trước ở tận thế chi trong thành La Phong cũng không biết cường đại nhiều ít lần. Bá bá bá. Cảm nhận được cổ nguyệt kia lạnh băng ánh mắt sau, ở đây nhân loại cao tầng nhóm, trên người toàn bộ chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn họ chạy trốn thời điểm, sở sử dụng chiến hạm, trung tâm kỹ thuật toàn bộ nắm giữ ở xà tộc văn minh bên kia. Chỉ cần đối trí năng trung tâm tuyên bố một cái mệnh lệnh, hoàn toàn có thể cho bọn họ ở vũ trụ trung nổ mạnh, hoặc là ngoan ngoãn trở về đi. Có nhân loại cao tầng lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, thanh âm run rẩy trả lời. Nếu những người đó tìm đường chết nói, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết hảo. Đối. Ta cũng tán đồng đối bọn họ tiến hành đả kích. Đối trốn chạy giả không cần lưu tình. Có người đi đầu sau, nhân loại cao tầng chi gian, thanh âm một trận tiếp một trận, tuy rằng có chút hỗn độn, nhưng là ý kiến lại là phi thường thống nhất, toàn bộ đều yêu cầu đối những cái đó chạy trốn các nhân loại tiến hành nhất nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng loại này hoàn toàn nhất trí thảo luận kết quả cũng không phải cổ nguyệt muốn. Bá. Giây tiếp theo, cổ nguyệt trực tiếp đem ánh mắt đặt ở hoa hạ quốc thủ lĩnh cùng Nga tổng thống, cùng với đã từng mễ quốc tổng thống bọn họ trên người. Các ngươi thấy thế nào? Thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình. Lúc này nháo ra sự kiện thật sự là quá lớn, vô số chủng tộc đều ở chú ý. Cũng không phải xử lý không xử lý những cái đó trốn chạy giả nhóm vấn đề, lần này sự kiện lúc sau, không thể nghi ngờ chúng ta nhân loại ở xà tộc văn minh trung địa vị sẽ đại đại hạ thấp, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai chúng ta muốn gặp phải chân chính vấn đề là rốt cuộc nên như thế nào tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng kim mao tổng thống mở miệng gia hỏa này đã từng đầu hàng quá thần thú văn minh cũng làm ra quá vô số chống cự xà tộc văn minh sự tình bất quá trải qua thật mạnh kiếp nạn hắn thế nhưng còn hảo hảo tồn tại đích xác phi thường có quyền lên tiếng hơn nữa hắn lời này cũng nói thẳng nói yếu hại chỗ ít nhất có một chút có thể xác định những cái đó phản đồ toàn bộ đều hẳn là bắn chết Nga đại đế thanh âm lạnh băng. Đầu tiên muốn khiển trách những cái đó gia hỏa nhóm, sau đó, lấy ra nhất định điều kiện, làm xà tộc vừa lòng. Hoa hạ quốc thủ lĩnh mở miệng. Nghe xong một đám người loại cao tầng nhóm lên tiếng sau, cổ nguyệt sắc mặt lạnh hơn. Ở cổ nguyệt bên này triệu tập nhân loại cao tầng nhóm mở họp đồng thời. Diệp bắt bên kia, hắn đã không hề do dự nói ra đối nhân loại xử trí biện pháp. Đầu tiên, sở hữu khống chế chiến hạm, ý đồ thoát đi những nhân loại này nhóm, khởi động trí năng trung tâm, đưa bọn họ toàn bộ trục xuất trở về, mặt khác, không cần trực tiếp giết chết. Mà là khống chế những cái đó chiến hàm hướng tới kia tam thể sinh mệnh phương hướng tiến lên, cùng với đối đâm. Sau đó, thông cáo tất cả nhân loại, bọn họ không phải thích trốn sao. Thích phản bội sao. Kỳ hảo, lần này đối mặt tam thể sinh mệnh đánh sâu vào khi, nhân loại làm nhóm đầu tiên tiên phong giả. Diệp Bắc Phung tin tử, nói lời này thời điểm, thanh âm phi thường lãnh. Không cho nhân loại một ít thảm trọng giáo huấn, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết hoa nghi vì cái gì như vậy hồng ách bên cạnh kim sư tử vương văn khải tác bọn họ nghe xong dịp bắt loại này quyết định sau sôi nổi cảm giác thân thể phát lạnh nhân loại sợ bị tam thể văn minh giết chết chết cho nên lựa chọn chạy trốn lúc này trực tiếp đưa bọn họ cấp kéo trở về làm cho bọn họ trực diện tam thể sinh mệnh tuyệt đối so với giết chết bọn họ còn khủng bố đi hảo vương chuyện này ta lập tức liền đi làm khải tác tuy rằng bị dịp bắt thủ đoạn cấp kinh ngạc đến nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đối cái loại này thủ đoạn thậm chí còn phi thường chờ mong, chỉ là, liền ở hắn xoay người thời điểm, tự hồ lại nghĩ tới sự tình gì, vương, kia cổ nguyệt bên kia làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào, nàng là ta sứ đồ, biết chính mình nên làm như thế nào? Lần này là nên hảo hảo rửa sạch một chút nhân loại. Diệp bắt không chút khách khí. Là. Ném xuống lời này sao? Khải tác nhanh chóng rời đi. Đồng thời FS ép ép trang web ép thượng, xà tộc phía chính phủ bằng mau tốc độ phát ra tới một phần thông cáo. Đương này phân thông cáo sau khi xuất hiện, lập tức sở hữu trang web, diễn đàn, đài truyền hình, trí năng hình chiếu, phàm là có giao lưu địa phương, toàn bộ đều bằng mau tốc độ chuyển phát, không chút khách khí nói, toàn bộ xà tộc văn minh, sở hữu sinh vật nhóm, đã toàn bộ biết. Chỉ là, giáp mặt đối này tin tức thời điểm, toàn nhân loại, còn có vô số biến dị giả thú chủng tộc nhóm, đều trầm mặt vài giây. Ngay sau đó, thực mau lại bột phát ra tới xưa nay chưa từng có thật lớn chấn động bởi vì này phân thông cáo viết nội dung, thật sự là quá điên cuồng. Chương 502, các nhân loại huy hoàng nhất thời khắc. Xà tộc văn minh SS trang web. Các đại diễn đàn. Các đại giao lưu đàn. Thậm chí là mở ra chiến hạm, trải qua không gian khiêu dược, ý đồ rời đi thái dương hệ những nhân loại này nhóm. Phàm là có sinh vật giao lưu địa phương, đều ở trước tiên tiếp thu tới rồi cái kia tin tức. Nhân loại làm xà tộc văn minh trung cực kỳ cường đại một chủng tộc, cho tới nay, đều đã chịu thần thú chú ý, lần này đối mặt tam thể văn minh công kích trải qua cẩn thận nghiên cứu xà thần đã làm ra dưới quyết định lấy nhân loại chủng tộc đảm đương tiên phong dẫn đầu tiến công tam thể văn minh phàm là ý đồ chạy trốn các nhân loại thông suốt quá trí năng trung tâm trực tiếp làm cho bọn họ chiến hạm phản hồi hơn nữa đưa hướng tam thể sinh mệnh phương hướng đi nếu bọn họ toàn bộ chiến thắng nói sẽ trở thành xà tộc văn minh anh hùng đây là mới nhất phát ra tới thông cáo nội dung đơn giản sáng tỏ nhưng là bên trong ý tứ thật sự là quá đơn giản. Vô số nhân loại nhóm, nhìn đến này thông cáo sau, trực tiếp đương trường mộng bức, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngoạ tàu, loại này anh hùng, vì cái gì muốn chúng ta nhân loại đảm đương? Vui đùa cái gì vậy, kia tam thể sinh mệnh, tốc độ siêu việt vận tốc ánh sáng, thể tích so địa cầu đại hai cái, làm chúng ta nhân loại đi trước mặt phong, này không phải chịu chết sao? Hỗn đảng! Này cũng quá nhầm vào chúng ta đi! A a a, vì cái gì là nhân loại? Ta không phục, đại lượng các nhân loại xem xong thông cáo sau đều ở điên cuồng phát tiếp chính mình nội tâm bất mãn nhưng là cũng có một ít các nhân loại rõ ràng sự tình chân tướng sau hoàn toàn đều là mặt khác một loại biểu tình xem ra lúc này là thật sự đắc tội xà thần a có người nói nói kia đương nhiên nghe nói lúc này đây chạy trốn chỉ có chúng ta nhân loại nhất tộc chủng tộc khác nhóm căn bản không có ai có động tác đổi làm ta là xà thần ta một chút cơ hội đều sẽ không cho nhân loại, trực tiếp đem toàn bộ chủng tộc mạc sát đều có thể làm ra tới. Đáng chết hỗn đảng nhóm, một đám ngu ngốc, hại thảm chúng ta. Hiện tại chẳng lẽ còn có cơ hội. Đối thượng cái loại này cao tốc tinh cầu, khẳng định xui xẻo. Như vậy thanh âm cũng có một bộ phận. Bất quá. Mặc kệ hai loại thanh âm số lượng có bao nhiêu, giờ phút này, xà tộc văn minh trung, tất cả nhân loại nhóm, đều là ở vào một loại bi phẫn trạng thái. Nhưng thật ra chủng tộc khác sinh vật nhóm, xem xong này thông cáo sau, còn lại là mặt khác một loại biểu hiện. Go go go. Thật tốt quá. Những nhân loại này nhóm, lúc này biết báo ứng đi, go go, làm cho bọn họ chạy. Hiện tại cái thứ nhất chết chính là bọn họ, bất quá hy vọng xà thần thận trọng suy xét một chút, nhân loại toàn bộ chết nói liền không tốt lắm, nếu có thể lộng một ít nhân loại đương sủng vật nói cũng không tồi. Biến dị cẩu thủ lĩnh lập tức ở SS trang web thượng thật danh phát thiếp, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Làm nhân loại đương tiên phong, thắng nói, chính là anh hùng cu 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 xà thần biện pháp này hoàn mỹ biến dị trư tộc thủ lĩnh đồng dạng cười to duy nhất có chút đáng tiếc chính là nếu bọn họ đến lúc đó toàn bộ đều bị kia to lớn tinh cầu đâm thành lát thịt nói liền quá đáng tiếc như vậy nhiều nhân loại hoàn toàn có thể làm thành vô số đạo phong phú thức ăn a à. thực hảo rất cường đại duy trì xà thần nên như vậy đối phó các nhân loại phản đồ kết cục xứng đáng nói thật làm ta nhớ ra rồi ta tra quá tư liệu ở nhân loại trong lịch sử có một loại tội kêu liên lụy toàn bộ chính tộc. Những cái đó phản đồ nhóm, dẫn tới toàn bộ nhân loại nhóm xui xẻo, tự hồ một chút đều bất quá phân, rốt cuộc này quy tắc là chính bọn họ sáng tạo. Trên lầu nói được ta không lời gì để nói. Các đại trang web, diễn đàn trung, như vậy thanh âm, cũng là điên cuồng xuất hiện. Mà liền ở sở hữu sinh vật nhóm nghị luận đến đỉnh thời điểm. Thái Dương Hệ, thâm thúy vũ trụ trung. Cảnh báo, cảnh báo, hàng không chiến hạm 13 hào tiếp thu đến tối cao mệnh lệnh, hiện tại lập tức tiến hành không gian khiêu dược trở về địa điểm xuất phát. Thỉnh các vị các hành khách làm tốt trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị. Cảnh báo, cảnh báo. Cảnh báo, hàng không chiến hạm 7 hào tiếp thu đến tối cao mệnh lệnh, hiện tại lập tức tiến hành không gian khiêu dược trở về địa điểm xuất phát. Thỉnh các vị các hành khách làm tốt trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị. Cảnh báo. Vũ trụ trung. Phàm là lợi dụng chiến hạm, tiến hành không gian khiêu dược, ý đồ chạy trốn các nhân loại, ở vừa mới xem xong thông cáo sau, lập tức liền nghe được chiến hạm bên trong trí năng sinh mệnh hội báo. Hỗn đảng, không cần trở về địa điểm xuất phát, trở về nói, nhất định phải chết. Chẳng lẽ không có gì biện pháp sao? A a a. Một người nhân loại phú hào chờ trí năng 3 dây hình chiếu, sắc mặt dữ tợn, trong miệng kêu to. Thực xin lỗi tiên sinh. Ta chỉ là một cái chi nhánh trí năng hệ thống. Ở ta phía trên, còn có trí năng trung tâm, ta từ hắn trực tiếp khống chế, hơn nữa toàn bộ xà tộc văn minh trí năng hệ thống, đều từ hắn khống chế trí năng sinh mệnh phi thường cung kính giải thích. Mau, các đứt chiến hạm cùng xà tộc bên kia tín hiệu, chỉ cần bọn họ vô pháp liên tiếp thượng, chúng ta liền có thể không nghe bên kia mệnh lệnh. Có người loại nhóm tự cho là thông minh hô. Thực xin lỗi tiên sinh. Các đứt tín hiệu đây là bị cấm, ta quyền hạn không đủ, chỉ có thể từ trung tâm chủ động gián đoạn. Ba dây hình chiếu nhàn nhạt giải thích nói. Phốc phốc phốc. Giờ khắc này, vô số ý đồ chạy trốn các nhân loại, ở chiến hạm trung sôi nổi phun huyết có người điên cuồng đấm vào chiến hạm vách trong có người chửi ầm lên cũng có người ánh mắt mờ mịt phẫn nộ không thôi nhưng là mặc kệ bọn họ làm ra cái dạng gì biểu tình đều không có bất luận cái gì tác dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chiến hạm bắt đầu tiến hành trở về địa điểm xuất phát không ngừng thông qua không gian khiêu dược hướng địa cầu phản hồi hối hận lúc này bọn người kia nhóm cuối cùng minh bạch cái gì kêu hối hận ngày hôm sau chạy trốn chiến hạm cùng nhân loại toàn bộ phản hồi đương bên trong những nhân loại này nhóm từ chiến hạm xuống dưới sau, lập tức liền đưa tới vô số những người khác loại nhóm phẫn nộ cùng mắng. Các ngươi này đang rác rưởi, vì cái gì không dậy nổi chết. Hỗn đảng, đều tại các ngươi. Nếu không phải các ngươi này đang rác rưởi nói, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ngu ngốc nhóm, thảo các ngươi nải. Đánh chết các ngươi, lão tử làm chết các ngươi. Phản hồi chiến hạm chung quanh, một mảnh hỗn loạn, tiếng mắng, đánh tạp thanh, tiếng hô, toàn bộ trộn lẫn ở cùng nhau. Loại này hành vi, cũng là làm vô số sinh vật nhóm dài quá kiến thức. Bộ phận nhân loại phạm sai lầm. Liên Lụy sở hữu nhân loại sao? Những nhân loại này nhóm, thế nhưng không có bất luận kẻ nào đi trách cứ xà thần, mà là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến phạm sai lầm các nhân loại trên người. Bất quá, mặc kệ hôm nay là chuyện như thế nào, tiếng mắng có bao nhiêu kịch liệt, ít nhất có một chút là phi thường khẳng định. Ngày này, là toàn nhân loại sử thượng huy hoàng nhất một ngày. Bởi vì đưa những cái đó chiến hạm trở về địa điểm xuất phát sau, Diệp bắt không chút khách khí, trừ bỏ nhân loại bộ phận cao tầng cùng quan trọng người lưu lại ở ngoài. Những nhân loại khác nhóm, toàn bộ đều bị đi trước đưa đến chiến hạm bên trong, tiến hành không gian khiêu dược, chính diện hướng tới tam thể sinh mệnh phương hướng vọt qua đi. Mà xà tộc Văn Minh phát sinh loại chuyện này. Thái Dương hệ, siêu vận tốc ánh sáng phi hành tam thể sinh mệnh, tự nhiên cũng là toàn bộ đều đã biết. Chương 503, cùng ba thể sinh mệnh va chạm. Vèo vèo vèo. Vũ trụ chỗ sâu trong, một mảnh đen nhánh. Một viên tinh cầu, cấp tốc đi trước. Phía sau kéo thật dài lam quan cái đuôi, thoạt nhìn vô cùng chấn động. Tuy rằng phía trước, hắn cắt đứt đối địa cầu bên kia tín hiệu khống chế, nhưng là đối địa cầu thượng bên kia quan sát còn ở. Xà tộc văn minh. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá cao bọn họ A. À. Dùng một ít cấp thấp chiến hạm cùng với thân thể, liền muốn cùng ta thân thể chống chọi. Quả thực chính là không biết sống chết. Tư tư. Toát ra thanh âm này thời điểm tinh cầu mặt ngoài, tự phụ điên cùng xuất hiện. Xem ta đến lúc đó đem toàn bộ thái dương hệ đều cấp hoàn toàn hủy diệt. Lấy loại này tốc độ tiến lên nói, đến lúc đó nói không chừng có thể ở bên kia chế tạo ra đại lượng hắc động đi. Nói lời này thời điểm, thanh âm mang theo vài phần đắc ý cùng châm chọc. So với tam thể sinh mệnh bình tĩnh. Vèo vèo. Những cái đó bị mạnh mẽ bỏ vào chiến hạm trung, sau đó từ trí năng trung tâm khống chế được hướng tới tam thể sinh mệnh tiến lên các nhân loại, tắt hoàn toàn đều là mặt khác một loại cảm xúc liền tính là tự sát, ta cũng không nghĩ bị một viên tinh cầu cấp sống sờ sờ đâm chết. Phanh. Có người loại, cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đầy mặt tuyệt vọng, hung hăng hướng tới chiến hạm trên vách tường mặt đụng phải qua đi. Phịch một tiếng trầm đục, đương trường chết. Đáng chết phà tộc văn minh. Lúc trước liền không nên đầu hàng bọn họ. Trầm. Có người loại, còn lại là mạnh mẽ mở ra chiến hạm chạy trốn thương môn, ăn mặc trang phục phi hành vũ trụ, trực tiếp nhảy vào vũ trụ trung. Thực hiển nhiên, làm như vậy kết cục, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy chúng ta hiện tại tốc độ, không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, chỉ cần 4 ngày thời gian, là có thể đủ cùng kia tam thể siêu sao đụng phải. Xà thần quá đáng giận. Rõ ràng chúng ta là vô tội. Ba ba, ta còn không muốn chết a. A a. Vì cái gì sẽ là chúng ta nhân loại? Hỗn đảng. Nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách. Vô số nhân loại nhóm ở điên cuồng kêu thảm, biết tử vong sắp xảy ra, lại không có bất luận cái gì biện pháp, này tuyệt đối là nhất khủng bố sự. Trừ bỏ vũ trụ trung ở ngoài. Địa cầu thường, nhân loại liên bang trung, không ít cao tầng nhóm, vẫn là may mắn thoát nạn. Chỉ là giờ phút này, bọn họ sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Xà thần đã hoàn toàn vứt bỏ chúng ta nhân loại. Trực tiếp mạnh mẽ làm sở hữu nhân loại nhóm tiến vào chiến hạm trung, sau đó đưa đến kia tam thể siêu sao mặt trên đi. Nói như vậy, căn bản không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Có người loại cao tầng, hai mắt đỏ bừng, nói chuyện thời điểm thanh âm khàn khàn nếu đổi làm chúng ta là xà tộc văn minh người cai trị tối cao thủ hạ có một chủng tộc phản bội các ngươi sẽ như thế nào làm nhưng là thanh âm kia vừa mới lạc lập tức lại có người nói tiếp hô hô lời này nói xong trong đại sảnh không khí lập tức trở nên quỷ dị lên mồm to hút khí thanh âm không ngừng truyền ra đúng vậy nếu đổi làm là nhân loại đưa người lãnh đạo nói không ngừng là đem phản đồ cấp đưa đi đối kháng địch nhân đơn giản như vậy đi nói không chừng sẽ liền chiến hạm đều không cho, trực tiếp đưa bọn họ thông qua phát xạ khí, bắn vào vũ trụ trung, làm cho bọn họ lấy thân thể đối đâm tinh cầu. Lần này sự tình, bản thân chính là nhân loại sai lầm. Xà thần làm cái gì đều là hẳn là. Nếu những nhân loại này có thể sống sót, đó chính là bọn họ vận khí, nếu chết nói, cũng không có gì hảo đáng tiếc. Cổ Nguyệt mở miệng. Sắc mặt hơi chút có chút trắng bệch. Phía trước nàng nghĩ tới vô số trừng phạt phản đồ biện pháp, nhưng là hiện tại, Đương Diệp bắt nói ra chân chính biện pháp giải quyết sau, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không có bất luận cái gì phản bác lý do. Có lẽ có rất nhiều nhân loại nhóm không sai. Nhưng là, ở chủng tộc Chi Giang, sai cùng đối, tuyệt đối không phải thông qua chủ quan dễ dàng phán đoán. Ít nhất lần này, nếu đứng ở xà tộc góc độ tới xem, một chút vấn đề đều không có. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Vũ trụ bên trong. Tam thể sinh mệnh khoảng cách Thái Dương Hệ càng ngày càng gần đương hắn mang theo hàng duy đã kích cường đại khí thế chuẩn bị thổi quét thái dương hệ đồng thời không ít cường đại sinh vật nhóm cũng đều nhìn chằm chằm nơi này vũ trụ bên trong tam thể văn minh chủ động tiến vào địa cầu đáng chết cái kia kẻ điên nên không phải là muốn đem toàn bộ địa cầu đều cấp hoàn toàn hủy diệt đi vèo 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 một cái đen nhánh cự xà ở vũ trụ trung xuyên qua thân thể chung quanh tinh thần lực đều mau trở thành thực chất điên cuồng khuếch tán mặc dù thân ở vô cùng xa xôi địa phương hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực cảm nhận được cái khác tinh cầu đã phát sinh sự tình. Đây là thành niên vũ trụ sinh vật sao trời xà cường đại chỗ. Hy vọng ta có thể kịp, bất quá. Lấy ta tốc độ, ít nhất còn muốn hai tháng. Vèo. Thanh âm rơi xuống, khi sao trời xà tiếp tục đi tới. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian bay nhanh. Đương ngày thứ ba khi, xà tộc văn minh trung, toàn bộ đều tràn ngập một loại kỳ quái không khí. Bởi vì sở hữu sinh vật nhóm đều đã biết bị lộng tới chiến hạm bên trong các nhân loại, sắp cùng tam thể sinh mệnh chính diện đụng phải. Các đại trang web, diễn đàn, các loại trí tuệ sinh vật nhóm, nhanh chóng giao lưu lên. Hắc, các ngươi nói. Lần này phái ra mấy tỷ nhân loại, còn có mấy chục vạn con chiến hạm, có thể ngăn cản kia to lớn tinh cầu bao lâu. Có sinh vật mang theo phi thường thận trọng tâm tình ở SS trang web phát thiết. Ngay từ đầu thời điểm, thiệp không có sinh vật bình luận. Nhưng là đi qua mấy giây sau, từng điều phân tích bắt đầu xuất hiện. Thực hiển nhiên, đối mặt vấn đề này thời điểm, rất nhiều sinh vật nhóm đều là phi thường lý tính tự hỏi quá một phen. Căn cứ mới nhất tư liệu, tam thể văn minh phái ra đồ vật, so địa cầu đại gấp 2, chúng ta chế tạo ra tới chiến hạm tuy rằng thật lớn, nhưng là đó là có tham chiếu vật, chân chính cùng kia to lớn tinh cầu so sánh với, thật giống như là một đầu 200 mét cao cự tượng, đối lập một con không có tiến hóa con kiến. Đương kia cự tượng lấy siêu vận tốc ánh sáng đi tới khi, các ngươi cảm thấy con kiến sẽ ngăn cản bao lâu căn bản là không cần đụng phải, cái loại này sống xung kích đều sẽ đem này nghiền thành mảnh nhỏ đi. Nói thật, ta có chút đau lòng các nhân loại. Có gì đau lòng? Tự làm bậy không thể sống. Xà tộc văn minh, là vô số sinh vật chủng tộc hợp thành thể. Mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, mọi người đều là đồng tâm hiệp lực, cho dù chết, cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn nhìn lại các nhân loại. Có chỗ tốt gì, bọn họ nhưng thật ra tưởng cái thứ nhất bắt được, nhưng là vừa mới gặp được nguy cơ, bọn họ liền tìm mọi cách chạy trốn ngồi xem đi, dù sao ta là duy trì xà thần quyết định, nhân loại vốn dĩ nên chết, làm cho bọn họ trước mặt phong, chỉ là ép khô bọn họ cuối cùng một tia giá trị lợi dụng mà thôi, loại này cách làm phi thường hoàng mỹ. Trên mạng nghị luận thanh âm phi thường đại. Bình thường biến dị lũ giả thú thông qua trang web tới nghị luận. Mà những cái đó cao tầng nhóm, giờ phút này cũng toàn bộ vô cùng nghiêm túc nhìn chầm chằm hình chiếu, trải qua ba ngày thời gian không gian khiêu dược, xà tộc văn minh chiến hạm rốt cuộc cùng kia tam thể siêu sao muốn đụng phải. Thái dương hệ bên cạnh vị trí hô hô. Mảnh liệt vũ trụ gió lốc ở chỗ này tụ tập. Mấy chục vạn con chiến hạm, ở trí năng trung tâm khống chế hạ, chậm rạp hội tụ thành đen nhánh một mảnh. Một đám con kiến. Tam thể sinh mệnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, phát hiện phía trước chiến hạm sau, hắn không chút khách khí vọt qua đi. Chương 504, cứu vớt nhân loại gánh nặng ở trên người của ngươi. Lực tác dụng là lẫn nhau. Đương kia tam thể sinh mệnh lấy siêu vận tốc ánh sáng va chạm đến chiến hạm thời điểm, hắn bản thân cũng sẽ đã chịu cường đại tổn hại, tuy rằng ở hình thể phương diện có tuyệt đối ưu thế, nhưng là khẳng định có thương tổn. 51 khu trung, mặt phỉ tư cắn môi. Nói chuyện thời điểm, trong đầu vô số tự phù ở nhảy lên. Hắn ở tính toán. Chính là kia con số thật sự là quá khổng lồ, liền tính là mặt phỉ tư, trải qua nhiều như vậy thiên tính toán, cũng không có được đến kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Ngược lại càng là tính toán, hắn liền càng là trong lòng run sợ. Đương nhiên, bên cạnh, đi áo tiếp nhận lời nói, tuy rằng chiến hạm, nhân loại, so với kia tam thể sinh mệnh mà nói phi thường nhược, nhưng là tại đây loại tốc độ dưới. Sinh ra lực đánh vào, nhất định có thể đem tam thể sinh mệnh phá vỡ vài đạo phòng ngự đi. Rốt cuộc, ở không trung phi hành phi cơ, đụng phải loài chim, đều sẽ rơi tan. kia nhưng không nhất định. Nếu tam thể sinh mệnh, thật là thập cấp sinh mệnh thể nói, bọn họ khẳng định còn có cái khác phương pháp. Thôi Nina lắc đầu, đối các nhân loại, hắn là không mang theo có bất luận cái gì mong đợi. Trừ bỏ 51 khu ở ngoài các đại chủng tộc cao tầng nhóm cũng ở kịch liệt thảo luận lên nhất định phải thành công a à. nếu có thể cấp tên kia tới một đạo vết thương cũng là một loại thắng lợi ít nhất chứng minh kia quái vật cũng không phải không gì chặn được lập tức muốn đụng phải liền kém 10 giây những nhân loại này nhóm phỏng chừng toàn bộ chết chắc rồi đương các đại chủng tộc cao tầng nhóm nói này đó thời điểm thái dương hệ bên cạnh vị trí khi mấy chục vạn con siêu cấp chiến hạm trung vô số các nhân loại vào giờ phút này Sắc mặt toàn bộ đều là một mảnh trắng bệt Thông qua chiến hạm trung hình chiếu, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến tam thể sinh mệnh đánh sâu vào. Hơn nữa, theo khoảng cách kéo gần, sở hữu chiến hạm trung tiếng cảnh báo không ngừng. Cảnh báo, cảnh báo. Phía trước xuất hiện siêu vận tốc ánh sáng to lớn chướng ngại vật, khoảng cách va chạm thời gian còn có 10 giây. 10, 9. Cái này con số mỗi nhảy lên một lần, vô số nhân loại nhóm, sắc mặt liền thâm trầm mấy lần. A a a. Ta không muốn chết a. À. Vì cái gì là như thế này, đáng chết. Ta còn không muốn chết. Đều là đám kia nhược trí hỗn đảng nhóm, hại thảm chúng ta. Chẳng lẽ hôm nay các nhân loại, hoàn toàn muốn diệt sạch sao? Yên tâm hảo, sẽ không? Nhân loại là vũ trụ trung tối cao đẳng sinh vật, ngoại tinh cầu thượng khẳng định cũng có cùng chúng ta tương đồng sinh vật tồn tại, bọn họ văn minh khẳng định càng cường, bọn họ sẽ giúp chúng ta báo thù. Chiến hạm bên trong, thanh âm một mảnh ồn ào, các loại tiếng hô, tiếng mắng, khóc trống thanh trộn lẫn ở bên nhau. Bất quá, bọn họ này đó thanh âm không có bất luận tác dụng gì tầm mắt bên trong khi thật lớn tinh cầu càng ngày càng gần cường đại vũ trụ gió lốc cùng với sóng xung kích làm sở hữu chiến hạm đều điên cuồng lay động lên oanh rốt cuộc ở đệ ba giây thời điểm đạo thứ nhất sóng xung kích xuất hiện khi đáng sợ lực lượng nháy mắt đem mấy chục con chiến hạm nghiền thành mảnh nhỏ ở vũ trụ trung tạc ra huyễn lệ pháo hoa đồng thời chiến hạm nổ mạnh sau vô số kim loại mảnh nhỏ bị kia đánh sâu vào đi tới lên Nhị. Trí năng hệ thống cảnh báo còn ở tiếp tục. Này một giây, có vượt qua vạn con chiến hạm nổ mạnh. Nếu có sinh vật ở vũ trụ trung nói, tuyệt đối sẽ bị nơi này kia nồng đậm mùi máu tươi cùng khói thuốc súng hương vị hấp dẫn. Một. Âm âm âm. Quá nhanh. Rốt cuộc, kia so địa cầu muốn đại gấp hai tam thể sinh mệnh, một đầu rắc vào chiến hạm đôi bên trong. Kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vô cùng lộng lẫy pháo hoa. Cực kỳ chấn động hình ảnh, ở Thái Dương hệ bên cạnh toàn bộ hiện ra địa cầu bên này, nhân loại liên bang trung. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nhìn đến nổ mạnh xuất hiện nháy mắt, có cao tầng, sắc mặt dại ra, môi trắng bệt, thanh âm lẩm bẩm. Từ hôm nay trở đi, nhân loại nhất tộc, ở xà tộc văn minh trung, phỏng chừng sẽ trở thành nhất lót đế tồn tại đi. Ít nhất 100 năm nội, nhân loại là không có bất luận cái gì cuộc khởi hy vọng, lưu tại địa cầu thượng nhân loại tổng số, đã không vượt qua một vạn. Muốn phát triển lên thật sự là quá khó khăn. Nga đại đế lắc đầu cười khổ đã từng nhân loại văn minh đỉnh thời kỳ cùng xà tộc văn minh giao chiến khi. Cuối cùng kỳ tích lưu lại, còn nhập vào xà tộc văn minh. Thật vất vả đứng vững vàng gót chân. Bắt đầu khai phá hỏa tinh, tiến hành đại lượng sinh sản thời điểm, lại phát sinh loại chuyện này. Đi đến hôm nay này một bước, cũng không có biện pháp, nếu đổi chúng ta đứng ở xà thần góc độ nói, tuyệt đối sẽ làm được càng thêm quá mức, nói không chừng thông suốt quá gian vũ khí, làm cái này chủng tộc hoàn toàn hủy diệt, mà không phải lưu lại chúng ta như vậy một bộ phận người. Kim Mao Tổng thống mở miệng gần nhất mấy năm nay biến hóa thật sự là quá nhanh chính là các nhân loại đi đến này một bước cũng là có dấu vết để lại nếu nhân loại tại đây một lần thật sự diệt vong nói chỉ nhìn xem hoa hạ quốc thủ lĩnh có người nói như thế nói sau đó đem ánh mắt đặt ở hoa hạ quốc thủ lĩnh trên người người sau lại là vẻ mặt mộng bức nhân loại muốn tiêu diệt vong vì cái gì đều nhìn về phía hắn a các vị các ngươi đây là có ý tứ gì nửa ngày sau hoa hạ quốc thủ lĩnh bị những nhân loại này cao tầng nhóm nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại nhưng không được trở về một câu. Kim Mao tổng thống sau khi nghe xong, lại là buồn bã nói, nhân loại văn minh thời kỳ, Hoa Hạ quốc ở khống chế dân cư phương diện, vẫn luôn đều phi thường có một tay. Để cho người khác sinh thì sinh, để cho người khác không sinh ra được không sinh, có lẽ những nhân loại này nhóm toàn bộ đều sẽ bị tam thể sinh mệnh xử lý, nhưng là ít nhất còn có một vạn nhiều danh tồn tại, ta tin tưởng ở các ngươi Hoa Hạ quốc trước kia phong phú kinh nghiệm thường, tuyệt đối có thể làm dân cư bạo tăng. Ân. Ừ. Chính là đạo lý này. Hoa Hạ quốc thủ lĩnh về sau nhân loại tương lai, liền ở trên người của ngươi. Làm ơn tất không cần chối từ. Đối. Liên bang trung những nhân loại này cao tầng nhóm, nhìn hoa hạ quốc thủ lĩnh thời điểm, sôi nổi hai mắt sáng lên. Bọn họ là phi thường nghiêm túc. Toàn bộ đều cảm giác tìm được rồi hy vọng. Phúc. Nhưng là những lời này ở hoa hạ quốc thủ lĩnh nghe tới, luôn có một loại dị dạng cảm giác. Sắc mặt từ màu trắng nhẹn đến mức đỏ lên. Cuối cùng càng là nhịn không được, phục một tiếng phun ra một ngụm lão huyết loại chuyện này lại không phải ta làm ra tới ta như thế nào sẽ hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt gen kỹ thuật cùng clon kỹ thuật đã hoàn toàn phổ biến chờ lần này sự kiện kết thúc nếu chúng ta còn có thể sống sót nói đến lúc đó cùng xà thần đề nghị một chút một lần nữa tìm một viên tinh cầu xây dựng nhân loại số lượng khẳng định sẽ lên Trước cuộc hiện tại nhân loại liên ba người tổng phụ trách là cổ nguyệt mà nàng càng là xà thần sứ đồ lần này nhân loại là sai rồi cũng trả giá cực đại đại giới nhưng ít ra còn có đền bù đường sống hoa hạ quốc thủ lĩnh lúc này không có ở đánh thái cực. Một bên xoa khóe miệng máu, một bên thanh âm khàn khàn nói. Thật đúng là đừng nói. Đương hắn cái này chủ ý sau khi nói xong, đông đảo nhân loại cao tầng nhóm, thế nhưng toàn bộ tỏ vẻ tán đồng. Chương 505, Thái Dương Hệ bên cạnh lộng lẫy hình ảnh. Thái Dương Hệ, bên cạnh vị trí. Theo tam thể sinh mệnh kéo gần. Vũ trụ trung, kia khủng bố uy áp, làm hết thảy đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Bởi vì này tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp siêu việt vận tốc ánh sáng mấy lần. Lấy nhân loại nơi những cái đó chiến hạm, căn bản chính là nhìn không tới hắn cụ thể bộ dáng. Chỉ là một cái hắc động, vô tận hắc động. Muốn đụng phải, hỗn đảng, phóng ra vũ khí, này tổng có thể đi. Xà thần nói, chỉ là làm chúng ta đảm đương tiên phong mà thôi, cũng không phải chân chính chịu chết. Nói không chừng, chúng ta còn có cơ hội. Tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm, các nhân loại rồi lại bộc phát ra tới xưa nay chưa từng có đấu tranh lực lượng có người loại tê thanh hướng về phía trí năng sinh mệnh kêu tuyệt đối không thể cứ như vậy chết điều chỉnh tốc độ cùng phương hướng trực tiếp làm đi lên đem sở hữu chiến hạm tạo thành một liệt cho dù chết cũng muốn cấp kia đồ vật tạo thành thật lớn phiền toái tiến công đem sở hữu nguồn năng lượng dùng làm vũ khí phóng ra vèo 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 theo từng đạo mệnh lệnh phát ra còn không có bị kia đáng sợ vũ trụ gió lốc sở hủy diệt chiến hạm giờ phút này điên cuồng bắt đầu phản kích điện từ mạch xung pháo chết hết vũ khí bom đạn hỏa tiễn phản vật chất bom mini đạn hạt nhân này đó chiến hạm trung cơ hồ sở hữu vũ khí đều toàn bộ nổ bắn ra đi ra ngoài nguyên bản đen nhánh vũ trụ bên trong bởi vì này đó vũ khí tức khắc trở nên vô cùng lộng lẫy tràn ngập lực trung động một đám con kiến loại này thời điểm còn ở phản kháng sao thật là không biết sống chết tư tư tam thể sinh mệnh thường đại lượng tự phù ở nhảy lên phát ra thanh âm này đồng thời một đoạn dấu sao trực tiếp từ trên người hắn phát ra dây tiếp theo sở hữu tiến vào vũ trụ bên trong chiến hạm trí năng hệ thống toàn bộ đều bị tam thể sinh mệnh sở khống chế tuy rằng lấy loại này tốc độ đi tới nhưng là các ngươi thật sự là quá yếu liền tính đụng phải chết cũng là các ngươi mà thôi thanh âm không ngừng không có bất luận cái gì cảm tình đối kia tam thể sinh mệnh mà nói giết chết một đám nhân loại thậm chí đem toàn bộ thái dương hệ hủy diệt liền cùng nhân loại giẫm chết một đám con kiến sẽ không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại. Ầm ầm ầm. Chiến hạm trí năng hệ thống bị khống chế sau, vũ trụ trung, chúng nó thế nhưng bắt đầu lẫn nhau công kích lên. Ngay sau đó, tam thể sinh mệnh kia thật lớn thân thể, hung hăng va chạm lại đây. Ầm 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 vang lớn thanh. Ở vũ trụ trung nổ mạnh, chính là bởi vì chân không cũng không sẽ truyền lại bất luận cái gì thanh âm, cuối cùng cái loại này tiếng vang, chỉ là hình thành từng đạo kịch liệt dao động mà thôi. Năm vạn con chiến hạm, 10 vạn con chiến hạm tam thể sinh mệnh đối những cái đó chiến hạm hoàn toàn là nghiền áp. Hủy diệt 10 vạn con, cơ hồ là ở nháy mắt mà thôi. Bất quá, ở nghiền nát đồng thời, tam thể sinh mệnh di động tốc độ biến chậm không ít. Đáng chết, bọn người kia nhóm tuy rằng yếu ớt quá, nhưng là những cái đó kim loại trình độ đánh vào ta trên người cảm giác, cũng không phải là thực dễ chịu. Cần thiết giảm bớt tốc độ. Bằng không, tiêu hao phòng hộ năng lượng sẽ quá nhiều. Ha ha ha. Mặc kệ thế nào, tóm lại, toàn bộ đều đi tìm chết đi liền tính tam thể sinh mệnh tốc độ giảm bớt cũng là cung cấp với vận tốc ánh sáng mấy chục vạn con chiến hạm cơ hồ chốc lát gian liền biến thành mảnh nhỏ ầm 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 xôn xao phanh 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 vũ trụ trung từng đoàn nổ mạnh ngọn lửa không ngừng đáng sợ gió lốc sóng xung kích điên cuồng ấp ủ xà tộc văn minh vô số sinh vật nhóm thấy như vậy một màn thời điểm toàn bộ đều nhắm chặt hô hấp quá cường căn bản là không nói lý a à. thật lớn thân thể lại lấy vận tốc ánh sáng va chạm. Những nhân loại này nhóm, cảm giác bị chết không hề giá trị. Những cái đó sinh vật nhóm, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một loại tai vạ đến nơi cảm giác, ở bọn họ đáy lòng dâng lên. Toàn bộ xà tộc văn minh trung, đều tràn ngập một loại bi phẫn hơi thở. Bất quá! Liền ở này đó sinh vật nhóm tuyệt vọng đến cực điểm, không biết làm sao thời điểm. Một cái lãnh khốc thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Tam thể sinh mệnh cũng không đáng sợ lúc này đây có lẽ là một hồi xưa nay chưa từng có nguy cấp nhưng là đối chúng ta xà tộc văn minh mà nói cũng là một hồi xưa nay chưa từng có kỳ ngộ nếu thắng chúng ta văn minh cấp bậc sẽ hiện ra vượt qua thức bùng nổ không dùng được bao lâu chúng ta hoàn toàn có thể đi tiến công chồng nhân mã mặt trên tam thể văn minh thanh âm lạnh băng khàn khàn nhưng là lại mang theo xưa nay chưa từng có tự tin vương là vương các ngươi có nghe hay không vừa rồi là vương thanh âm tinh thần lực lĩnh vực là vương ở cùng chúng ta nói chuyện. Không thể tưởng tượng. Vương. Thỉnh nhất định phải tổ chức kia tinh cầu A. Bùng, bùng. Có sinh vật trực tiếp hai chân quỳ xuống, trong miệng rung rẩy kêu. Có sinh vật, còn lại là thân thể rung nhẹ nhẹ, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập ướt ác. Mà ở lúc này, phỏng chừng bất luận cái gì sinh vật nhóm cũng chưa nghĩ đến, thái dương hệ bên cạnh vị trí, đương kia tam thể sinh mệnh va chạm ở các nhân loại sở ngốc tại chiến hạm mặt trên đồng thời, liền ở kia đôi chiến hạm mảnh nhỏ chung, Diệp Bắc trên người tràn đầy miệng vết thương, nhưng là bình tĩnh huyền phù. Tam thể sinh mệnh lực đánh vào thật sự là quá cường, ngay cả Diệp Bắc thân thể đều có chút khiên không được. Bất quá, tiến hóa trở thành nuốt thiên cự mãn sau, Diệp Bắc đã có thể ở vũ trụ trung ngắn ngủi tồn tại. Hơn nữa cùng với tam thể sinh mệnh lực đánh vào, Diệp Bắc thân thể cùng những cái đó mảnh nhỏ cùng nhau, thế nhưng bắt đầu cùng tam thể sinh mệnh vẫn duy trì tương đồng tốc độ ở trong vũ trụ đi trước. Hô hô, tinh thần lực lĩnh vực phóng thích có hệ thống trợ giúp phàm là hắn diệp bắt lĩnh vực mặc kệ là ở cái gì vị trí đều có thể đủ tùy thời câu thông kế tiếp các vị tiến vào trước mắt các ngươi nơi không gian lốc xoáy đi sống hay chết toàn bộ đều tại đây nhất cử diệp bắt không chút nào vô nghĩa thanh âm rơi xuống nháy mắt phàm là xà tộc văn minh sinh vật trước mặt toàn bộ đều xuất hiện một cái đen nhánh sắc vạn vẹo không gian diệp bắt đang ở vũ trụ vẫn như cũ có thể khống chế lưu đầy không gian cùng tử vong rừng rậm, cùng với đại lượng không gian mảnh nhỏ tới làm lĩnh vực bên trong sinh vật đi vào. Là, vương. Là. Là. Nghe được dịp bắt thanh âm sau. Thái dương hệ trung, sở hữu xà tộc văn minh trung sinh vật nhóm đều không có bất luận cái gì chần chờ, điên cùng hướng tới không gian xoáy nước trung nhảy. kia số lấy trăm tỷ sinh vật, thế nhưng chỉ là dùng không đến một giây đồng hồ thời gian, liền toàn bộ tiến vào các đại không gian trung. Tử vong rừng rậm quá điên cuồng, bất quá, cũng chỉ có loại này biện pháp A. Trống trống. Kim sư tử trong miệng gầm nhẹ, hai mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Vương thân thể phi thường cường đại, thành công tính còn là phi thường đại. Huống chi, liền tính thật sự thất bại, cùng lắm thì từ bỏ thái dương hệ, từ bỏ địa cầu, chỉ cần chúng ta trốn vào này đó không gian mảnh nhỏ trung, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển. Suy suy. Vương văn phung tinh tử, nhìn chung quanh kia rậm rạp che kín kim loại ánh sáng cơ thể sống thực vật, trong ánh mắt lập lòe lạnh lùng quang mang, hắn rất rõ ràng, này phiến không gian tồn tại, liền ý nghĩa xà tộc vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Chương 506, trách nhập ba thể sinh mệnh phía trên. Cố ý hy sinh đại lượng chiến hạm, ở kia to lớn tinh cầu khổng lồ bên trong đánh sâu vào hạ, đạt tới ngắn mũi ngang nhau tốc độ. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chúng ta có thể tiến vào tam thể sinh mệnh trên người, trận chiến đấu này, tuyệt đối thắng lợi. Tử vong rừng rậm bên trong, khải tác nghe xong vương văn cùng kim sư tử nói sau, lẩm bẩm nói nói lời này kia. Gia hỏa này vẫn như cũ vẫn là một bộ không có phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Ba ngày trước, đương diệp bắt đưa ra muốn cho sở hữu nhân loại đảm đương tiên phong, mở ra sở hữu chiến hạm đi cùng kia hành tinh khổng lồ tiến hành đối đâm thời điểm, khải tác là hoàn toàn không đồng ý, ở hắn xem ra, khi cùng trứng gà chạm vào cục đá không có bất luận cái gì khác nhau. Cho tới bây giờ, khải tác mới hiểu được diệp bắt dụng ý. Khi sinh sở hữu chiến hạm, làm này cùng tam thể sinh mệnh va chạm. Mượn này đáng sợ sóng xung kích cùng vô số chiến hạm mảnh nhỏ, làm dịp bắt thân thể giấu ở trong đó. Sau đó lại thông qua không gian vạn vẹo, xác định địa điểm truyền tống. Trực tiếp đem sở hữu sinh vật nhóm toàn bộ vận đến tam thể sinh mệnh tinh cầu trên người đi. Hơn nữa, này hết thảy, còn đều là ở cuối cùng một khắc làm. Chỉ sợ tam thể sinh mệnh căn bản đều còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Trên thực tế, đương khải tác nghĩ đến đây thời điểm. Thái dương hệ bên cạnh khi tam thể sinh mệnh cùng với vô số chiến hạm mảnh nhỏ ở cao tốc di động tới. Thân thể mặt ngoài, kia một tầng tầng quan màng thượng các loại tự phù càng thêm dày đặc. Sao lại thế này? Mẫu tinh. Vì cái gì kiểm tra đo lường tới rồi thái dương hệ trung, sở hữu sinh mệnh thể toàn bộ đều ở nháy mắt biến mất. Khổng lồ số liệu, trước tiên truyền quay lại chồng nhân mã thượng. Mà ở giờ phút này, chồng nhân mã trung, vô số tam thể sinh mệnh đều nhanh chóng tính toán lên. Thái dương hệ trung, số lấy trăm tỷ tính toán sinh mệnh toàn bộ biến mất nếu đây là chân thật nói. Khi hẳn là có ba loại khả năng, đệ nhất, thái dương hệ những cái đó sinh vật nhóm, đã nắm giữ sinh vật sóng điện che giấu thủ đoạn, trực tiếp đem tự thân sở tồn tại hết thảy tin tức đều cấp che chắn. Đệ nhị, bọn họ trốn vào sâu nhất tầng chỗ tránh nạn trung, bất luận cái gì hơi thở đều là trải qua lọc mới phát ra. Đệ tam, bọn họ nắm giữ không gian kỹ thuật, trốn vào hoàn toàn mới trong không gian mạch. Không nên là như thế này. Truyền lại trở về tin tức, nó chính là ở một giây đồng hồ trong vòng, sở hữu sinh mệnh biến mất mặc kệ là loại nào khả năng đều sẽ không phát sinh loại chuyện này nói không chừng là người mở đường dò xét khí đã xảy ra trục trặc ân ừ. không cần phải xen vào tiếp tục đi tới chỉ cần đem thái dương hệ hoàn toàn hủy diệt những cái đó sinh vật nhóm khẳng định hẳn phải chết thực mau chồng nhân mã bên kia liền cấp ra đáp lại chỉ là thái dương hệ bên trong kia cấp tốc phi hành tam thể sinh mệnh nghe đến mấy cái này đáp án sau cảm xúc trở nên phi thường khó chịu làm lỗi sao có thể làm thập cấp văn minh, thập cấp sinh vật cấp bậc, loại này cấp thấp sai lầm sẽ phạm. Nhưng là, đối mặt chồng nhân mã cấp ra tới phân tích, hắn rồi lại nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích phương pháp. Tổng cảm giác có cái nào địa phương không thích hợp, tính, mặc kệ. Trải qua một phen phân tích, không hề thu hoạch sau, kia tam thể sinh mệnh đành phải tiếp tục đi tới. Mà ở lúc này, dịp bắt bên này, rốt cuộc động. Viên đạn thời gian. Viên đạn thời gian mở ra. Nói đến loại năng lực này cũng vô cùng thần kỳ vốn dĩ siêu vận tốc ánh sáng di động tam thể sinh mệnh ở dịp bắt viên đạn thời gian dưới, tốc độ tức khắc chậm vô số lần, bất quá. Này tốc độ vẫn như cũ có thể so với vận tốc âm thanh. Vũ trụ trung. Dịp bắt cái đuôi lay động. Sau đó hướng tới quay đầu lại, hướng tới phía sau, hung hăng phun một ngụm thật lớn ngọn lửa. Mượn dùng ngọn lửa xung lượng. Dịp bắt thân thể, lấy không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng hướng tới tam thể sinh mệnh phương hướng tới gần. 10 vạn mét. 5 vạn mét lập tức liền phải tới rồi, còn hảo, gia hỏa này, tạm thời còn không có phát hiện ta. Tam vạn mét. Hệ thống dưới sự trợ giúp, Diệp Bắc đem chính mình hơi thở hoàn toàn thu liễm. Thân thể ở vũ trụ trung cao tốc di động thời điểm, liền phản phất là vật chết giống nhau. Một chút đều không có khiến cho tam thể sinh mệnh chú ý. Một vạn mễ. Thật là. Không thể tưởng tượng đồ vật. Khoảng cách một vạn mễ khi. Diệp Bắc mắt thường dưới, chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh, toàn bộ tam thể sinh mệnh mặt ngoài đều bị quan màng sở bao trùm. Mặt trên tự phù nhảy lên. Mỗi một chữ phù, ít nhất đều có mấy ngàn mễ đại, hoặc nhìn vô cùng chấn động. Hơn nửa loại này khoảng cách hạ. Diệp bắt chỗ đã thấy, không hề là cầu hình dạng thái tam thể sinh mệnh. Mà là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần ngân bạch đại lục. Cơ hội đến. Nhìn đến nơi này sau, Diệp bắt hai mắt sáng ngời. Vèo. Thân thể lập tức hóa thành một đạo kim sắc bóng dáng, điên cuồng hướng tới kia đại lục phương hướng phóng đi chỉ cần có thể xuyên thấu tầng này phòng hộ quan màng, đến tam thể sinh mệnh thân thể mặt ngoài là được. Nhanh hơn tốc độ đồng thời, dịp bắt phun tinh tử, trong miệng thanh âm lẩm bẩm. Bất quá. Theo khoảng cách kéo gần. Khi tam thể sinh mệnh, cuối cùng là phát hiện dị thường. Đương kiểm tra đo lường tới rồi vũ trụ trung, thế nhưng có một cái 1 m năm lớn lên kim sắc mãn xà hướng tới chính mình thân thể xông tới thời điểm. Hắn tràn đầy không thể tin được cùng phẫn nộ. Hỗn đảng, loại này con kiến sao có thể ở vũ trụ trung tồn tại thật là tìm chết. thế nhưng còn dám hướng tới ta bên này vọt tới. bất quá gia hỏa này tốc độ thật là nhanh a. À. ngăn trở hắn. tự phù nhảy lên. hàng hàng thanh âm từ trên người hắn phát ra. suy suy. bất quá bởi vì quá mức tự tin, gia hỏa này căn bản không có làm ra công kích thủ đoạn, chỉ là tăng mạnh phòng ngự, chuẩn bị đem diệt bắt thân thể cấp hoàn toàn nghiền nát. thậm chí gia hỏa này trước mắt căn bản liền không có đem diệt bắt làm như là một cái uy hiếp. một nghìn mét. năm trăm m theo khoảng cách kéo gần diệp bắt có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng khi tam thể sinh mệnh mặt ngoài quan màng Trung ẩn chứa năng lượng dao động thật là đáng sợ năng lượng lại còn có vô cùng tinh thuần nếu có thể cắn nuốt trước nói thân thể của ta tuyệt đối sẽ tiến vào một loại hoàn toàn mới độ cao đi đáng tiếc chính là người này hình thể thật sự là quá lớn thanh âm mang theo vài phần tiếc nuối yên tâm đi ký chủ về sau có rất nhiều cơ hội vũ trụ vô cùng vô tận tam thể sinh mệnh Tuy mạnh cũng chỉ là trong đó một loại bình thường thôi. Diệp Bắc cảm khái vừa mới phát ra, hệ thống thanh âm đó là không chút khách khí vang lên. Nghe được lời này sao? Diệp Bắc hơi chút có chút vô ngữ, nhưng rồi lại càng thêm đối vũ trụ tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Suy. Hai mắt một ngưng. Thân thể bỗng nhiên hướng tới tam thể sinh mệnh quan màn phương hướng đã đâm tới. Tư tư tư. Tiếp theo cái chốc lát, đương Diệp Bắc kia đạt tới 4.000 tháng áp tính thân thể vọt vào quan màn sau, tức khắc phát ra tư tư vang lớn thanh kim sắc thân thể cùng quan màng cỏ sát. Thế nhưng sinh ra vô cùng cuồng bạo màu ngân bạch ti chất. Không tốt. Mà ở lúc này, kia tam thể sinh mệnh cuối cùng là ý thức được tình huống không thích hợp, thanh âm gầm nhẹ. Nhưng. Đã quá muộn. Diệp bắt hình thể là nhỏ nhất trạng thái. Tam thể sinh mệnh phòng ngự, căn bản ngăn không được diệp bắt. Chỉ là chốc lát chi gian, diệp bắt thân thể đó là xuyên thấu quang màng. Bất quá. Đương diệp bắt xuyên thấu quang màng, nhìn đến tam thể sinh mệnh chân thật hình thái sau, hắn đôi mắt đều không khỏi trừng lớn lên. Chân chính tam thể sinh mệnh. Cùng tưởng tượng bên trong tựa hồ có rất lớn bất đồng A. Chương 507, toàn bộ xà tộc văn minh công kích. Xuy suy suy Quan màn dưới, hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng. Diệp bắt tiến vào sau, phóng nhãn nhìn lại, trong tầm mắt toàn bộ đều là mênh mông vô bờ cứng rắn hòn đá, số lượng vô cùng vô tận. Bất quá. Tuyệt đối không ngừng là cục đá đơn giản như vậy. Trên mảnh đại lục này, mỗi cách đại khái hơn 20 mễ, liền sẽ xuất hiện một cái nhô lên tới tiểu đồi núi. Này đường kính đại khái có 2 mét tả hữu. Mỗi một cái đồi núi chung, đều vương một cây loạn choạng xúc tua. Mặt trên dính hồ hồ, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm, nhưng là kia xúc tua lại vô cùng linh hoạt, không ngừng đụng vào trời cao trung quần sáng, ở mặt trên tiến hành tinh vi thao tác. Thứ này, lớn lên giống như là một cái mau mau cầu giống nhau. Bất quá là cự đại hóa. Đây là dịp bắt đối này tam thể sinh mệnh đệ nhất đánh giá nhìn không tới bất luận cái gì đôi mắt cũng nhìn không tới miệng chỉnh viên tinh cầu đều là cái loại này đồ vật nếu có hội chứng sợ mật độ cao nói nhìn đến này đó nói tuyệt đối sẽ đương trường té xỉu qua đi đáng chết dơ bẩn sâu lập tức từ ta trên người cút đi nếu không nói ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó xem mà liền ở dịp bắt quan sát đến này tam thể sinh mệnh tình huống khi một cái khàng khàng thanh âm truyền đến không có miệng dịp bắt tinh thần lực lĩnh vực ngoại phóng đây là như thế nào làm được theo sau diệp bắt trong miệng hô nhỏ bởi vì hắn phát hiện kia trầm thấp khàn khàn thanh âm thế nhưng là từ tam thể sinh mệnh dưới nền đất chỗ sâu trong truyền ra tới bất quá liền ở diệp bắt nghi hoặc thời điểm hệ thống thanh âm ngay sau đó vang lên tam thể văn minh là silicon sinh mệnh thể thân thể mặt ngoài toàn bộ đều bị thật dày nham thạch sở bao trùm này bao trùm chiều sâu đạt tới mấy vạn mễ chân chính thân thể còn lại là dấu ở nham thạch chỗ sâu nhất hơn nữa hắn thân thể cũng là nửa silicon trạng thái bất quá loại này sinh vật xuất tu phi thường nhanh nhạy, đồng thời bởi vì hình thể thật lớn duyên cớ, này trí tuệ khai phá, cũng viễn siêu giống nhau vũ trụ sinh vật. Ký chủ Nếu ngươi có thể trực tiếp đem này tinh cầu cắn nuốt rất nói, hoàn toàn có thể trực tiếp từ lục cấp sinh mệnh nhảy lên đến thập cấp sinh mệnh thể, đáng tiếc chính là, lấy ngươi hiện tại thân thể tố chất, còn làm không được kia một chút. Hệ thống thanh âm truyền đến, ngữ khí còn mang theo rất nhiều tiếc núi. Vô pháp cắn nuốt, vậy ngươi còn nói. Diệp Bắc mở trừng hai mắt hệ thống gia hỏa này nói rõ chính là ở mê hoặc chính mình làm chính mình tâm ngứa khó nhịn nhưng là rồi lại không hề biện pháp hỗn đảng mau quốc a à. liền ở dịp bắt cùng hệ thống đối thoại thời điểm tam thể sinh mệnh càng thêm tức giận gầm nhẹ thanh lại lần nữa phát ra hô 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 đồng thời đại lượng xúc tua hướng tới dịp bắt bên này vọt quá nhanh ý đồ đem dịp bắt xé nát ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu tam thể sinh mệnh hôm nay khiến cho ngươi biết một chút chúng ta xà tộc lợi hại bá. Diệp bắt mở trừng hai mắt. Nói chuyện thời điểm, chút nào không tiếp tục lãng phí thời gian. Xuy suy. Ngay sau đó, vô số không gian lốc xoáy xuất hiện. Các vị, toàn bộ đều xuất hiện đi. Nơi này có cũng đủ các ngươi cắn nuốt đồ ăn. Tinh thần lực lĩnh vực khuếch tán. Diệp bắt thanh âm, nháy mắt liền ở tử vong rừng rậm, lưu đầy không gian, cùng với vô số không gian mảnh nhỏ bên trong khuếch tán ra tới. Là. 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 Những cái đó trong không gian mặt, Sở hữu biến dị lũ giả thú đã sớm chờ đợi đến có chút không kiên nhẫn. Nghe được diệp Bắc Thanh âm sau, bọn họ tức khắc đều hưng phấn lên. Ngay sau đó, diệp Bắc tinh thần lực lĩnh vực khống chế dưới, bọn họ trước mặt toàn bộ đều xuất hiện một cái vạn vẹo không gian. Xôn xao. Những cái đó vạn vẹo lốc xoáy không gian xuất hiện ở tam thể sinh mệnh phía trên. Số lượng quá nhiều, vô cùng vô tận. Mà ở lúc này, kia tam thể sinh mệnh cuối cùng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đáng chết con kiến ngươi này dơ bẩn đồ vật rốt cuộc đang làm cái gì? A à a. À. Ngại ngào thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ. Tư tư tư. Cùng thời khắc đó, trên người hắn những cái đó quan màn mặt trên vô số tự phù không ngừng nhảy lên, trước tiên đem phát sinh ở chỗ này tình huống truyền lại đi trở về chồng nhân mã bên kia. Xôn sao. Lốc xoáy không gian xuất hiện quá nhanh. Dây tiếp theo. Ít nhất hiểu rõ trăm triệu sinh vật từ những cái đó xoáy nước trung chui ra. Này liền tam thể sinh mệnh thân thể sao? Thật là ghê tởm a. Bất quá, trực giác nói cho ta, nếu cắn nuốt rớt nói, sẽ đạt được vô cùng khổng lồ lực lượng. Rống rống rống. Kim sư tử từ tử vong trong rừng rậm ra tới, nhìn đến trước mắt một màn khi, hơi chút dại ra một chút, theo sau trong miệng vô cùng hưng phấn hô, đều không cần dịp bắt mệnh lệnh, dây tiếp theo gia hỏa này thân thể hóa thành một đạo màu ngân bạch ti chớp, bay thẳng đến một cây xúc tu phương hướng vọt qua đi, lộ ra sắc bén hàm răng, một bộ đói khác tới cực điểm bộ dáng. Không thể tưởng tượng sinh mệnh thể. Thật đúng là thật silicon sinh mệnh a. À khải tác xuất hiện. Trên mặt những cái đó vết sẹo dữ tận nhô lên, cả người tản ra vô cùng đáng sợ hơi thở. Cắn nuốt. Mau cắn nuốt, ta cảm giác nơi này hết thảy đều có thể cắn nuốt. Giết chết này quái vật. Vương văn còn lại là có vẻ phi thường điên cuồng. Trừ bỏ các đại sứ đồ vừa ra tới liền điên cuồng cắn nuốt ở ngoài. Để cho dịp bắt cảm thấy kinh ngạc cảm thán vẫn là xà tộc văn minh trung những cái đó biến dị sâu loại sinh vật. Tư tư tư. Xôn sao. Số trăm triệu trục tỷ tính toán con kiến, dừng ở tam thể sinh mệnh thượng, bằng vào bọn họ kia lực lượng cường đại, thế nhưng bắt đầu điên cuồng đào nổi lên sào huyệt tới, một bên đào, một bên cắn nuốt, đem tam thể sinh mệnh bộ phận thân thể chuyển hóa trở thành tự thân cường đại năng lượng, tốc độ mau đến mức tận cùng. Lấy bọn họ loại này tốc độ, phỏng chừng dùng không đến 3 phút, là có thể đào đến tam thể sinh mệnh trung tâm chỗ. Răng rắc, răng rắc. Tư tư. Vèo, vèo. Lộc cộc, lộc cộc. Tam thể sinh mệnh thượng, đương xà tộc văn minh sinh vật nhóm toàn bộ sau khi xuất hiện khi khổng lồ số lượng cơ hồ đêm này hoàn toàn bao trùm các loại sinh vật trực tiếp bắt đầu rồi cắn nuốt lên không chút khách khí khi từng tiếng thanh thúy cắn nuốt thanh không ngừng vang vọng a a a hỗn đảng đáng chết các ngươi đây là tìm chết đều mau cút ngay cho ta tam thể sinh mệnh tiếng hô không ngừng nhưng là cũng không có cái gì tác dụng hắn đích xác rất mạnh thập cấp sinh mệnh có thể siêu việt vận tốc ánh sáng đi trước tiến hành hàng duy đã kích. Nhưng là bọn họ thân thể bản thể, cũng không phải rất mạnh. Đương Diệp bắt tiến vào bọn họ quan màn bên trong sau, gia hỏa này thế nhưng trừ bỏ bạo rống ở ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp. Những cái đó xúc tua lực lượng thực nhược, căn bản vô pháp đối diệp bắt thân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ta hiện tại rất tò mò, ở ngươi hoàn toàn tiến vào thái dương hệ phía trước, chúng ta hay không có thể đem ngươi toàn bộ ăn. Diệp bắt thân thể chiếm cứ. Bang. Cái đuôi tùy ý vung lên một cây hướng tới hắn trừ lại đây xúc tua, trực tiếp đã bị chụp thành thịt nát. Màu đỏ tươi tinh tử phun ra. Cùng với bàn bạc tinh thần lực cùng kia tam thể sinh mệnh câu thông lên. Bất quá. Ở dịp bắt nói chuyện thời điểm, những cái đó từ các đại không gian mảnh nhỏ ra tới sinh vật nhóm, lại là sản phiên thiên. Các loại hưng phấn thanh âm không ngừng. Chương 508, cắn nuốt rớt một viên tinh cầu. Theo xà tộc văn minh phát triển. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì quét trương thái dương hệ sinh vật số lượng đã xảy ra bùng nổ khi tăng trưởng tuy rằng tam thể sinh mệnh vô cùng thật lớn nhưng là toàn bộ xà tộc văn minh xúc động đem này mặt ngoài bao trùm tuyệt đối là một chút đều không khoa trương phu 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 quá sung sướng đại gia không cần lo lắng này trên mặt đất cục đá cũng là có thể ăn ta vừa rồi ăn một ngụm tức khắc cảm giác cả người đều tràn ngập năng lượng một đầu biến dị tinh tinh trực tiếp bạo lực đem trên mặt đất hòn đá cấp xé nát sau đó ném vào trong miệng răng rắc răng rắc dùng hàm răng cắn thời điểm, còn phát ra răng rắc, răng rắc thanh âm, nhưng là gia hỏa này một chút đều không cảm thấy có bất luận cái gì chướng ngại, ngược lại vô cùng hưng phấn, trong miệng tiếng kêu không ngừng. Hảo sản A, có ăn thịt cảm giác. Một đầu biến dị lan gầm nhẹ. Một ngụm cắn ở một cái thạch khâu mặt trên vương tới xúc tua thượng, trong miệng cảm khái. Bởi vì xà tộc văn minh khống chế. Cấm bất luận cái gì sinh vật lẫn nhau tàn sát, trong khoảng thời gian này, ta mẹ nó mỗi ngày ăn chay, đã sớm nhịn không được. Ha ha, hôm nay hảo sản, ta muốn ăn cái đủ. Mổ một đầu biến dị lão hổ, nghe răng trợn mắt, trong ánh mắt mạo tinh quang. Mau! Ta cảm giác dưới nền đất có thứ tốt. Tiếp tục thâm nhập. Nhanh hơn tốc độ. Trừ bỏ những cái đó đại hình biến dị giả thú ở ngoài, từng con con kiến cũng đang không ngừng nói. Số lượng thật sự là quá nhiều. Khi tam thể sinh mệnh thân thể bị hoàn toàn bao vây sau, đã là hoàn toàn mộng bức. Biến hóa tới thật sự là quá đột nhiên, hắn đều không có phản ứng lại đây hỗn đảng, các ngươi tìm chết. Lại không cút ngay nói. Ta cần phải tự bạo. Tiếng hô không ngừng phát ra. Tư tư tư. Hơn nữa đang nói chuyện thời điểm, toàn bộ tam thể sinh mệnh mặt ngoài đều xuất hiện cường đại năng lượng điện lưu. Nhưng mà, cái loại này công kích, đối biến dị lũ giả thú mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Dịp bắt đi vào tam thể sinh mệnh thượng sau, trước tiên liền dùng tinh thần lực lĩnh vực đem nơi này hoàn toàn bao trùm. Năng lực cùng chung. Sở hữu biến dị lũ giả thú, toàn bộ đều nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng. Nếu tới, hôm nay coi như làm là chúng ta đồ ăn đi. Hủy diệt rồi như vậy nhiều nhân loại, còn hủy diệt rồi mấy chục vạn con chiến hạm. Không trả giá điểm cái gì, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn đến tam thể sinh mệnh nổi giận, hơi thở đều đang run rẩy sau, dịp bắt phun tinh tử, không chút thách khí tiếp tục nói. Xích lạp. Dây tiếp theo, dịp bắt trên người sống thứ toàn bộ xuất hiện. Thân thể càng là bạo trướng tới rồi 3.000 mẻ trạng thái. Xích lạp một tiếng, thân thể phía sau lưng thượng sống đâm vào này tam thể sinh mệnh mặt ngoài một hoa tức khắc một cái dài đến mấy ngàn mét sắc bén khe rảnh đó là xuất hiện hơn nữa diệp bắt căn bản không có đình chỉ tính toán suy lạp suy lạp suy lạp tốc độ quá nhanh trong nháy mắt ở hắn chung quanh đó là xuất hiện không đếm được khối vuông tất cả đều là tam thể sinh mệnh trên người đồ vật a a a đồng thời thân thể bị vô số sinh vật sở bao trùm điên cuồng cắn xé tam thể sinh mệnh gào rống thanh không ngừng vốn là cấp tốc ở phía trước tiến, nhưng là lúc này, thân thể hắn lại trực tiếp như là mất đi khống chế giống nhau, điên cuồng bắt đầu ở bốn phía nơi nơi loạn đâm. Ầm ầm ầm. Rầm rầm. Thái Dương hệ bên cạnh vị trí. Không đếm được tinh cầu, thiên thạch, tại đây tam thể sinh mệnh va chạm hạ, bị nghiền thành mảnh nhỏ. Này tam thể sinh mệnh hành vi. Kỳ thật phi thường bình thường, thật giống như là một đầu voi, nếu bị một đám con kiến đem toàn thân bao trùm trụ nói, hắn cũng khẳng định sẽ đầy đất lăn lộn, muốn đem những cái đó con kiến nhóm cấp nghiền chết. Chỉ là loại này hành vi. Lại làm vô số biến dị sinh vật nhóm nghĩ tới tân biện pháp. Mau. Lập tức đào động. Gia hỏa này điên rồi. Đi trước không cần bị va chạm đến, tiến vào huyệt động bên trong, chúng ta trước cắn nuốt bên trong đồ vật. Đúng đúng. Mau, thâm nhập. Này thịt cảm, thật sự là quá mỹ vị. Ha ha ha. Tiếp tục cắn nuốt. Số lấy trăm tỷ sinh vật nhóm, điên cuồng cắn xé, đào thành động, loại này cắn nuốt tốc độ vô cùng khủng bố, mang đến thương tổn càng là đáng sợ. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Biến dị lũ giả thú ở Diệp Bắc bang cho hạ, có được vô hạn cắn nuốt năng lực. Chỉ cần không ngừng cắn nuốt, là có thể đem này chuyển hóa vì nhất tinh thuần năng lượng, căn bản không có bài tiết vừa nói. Hơn nữa càng là cắn nuốt, bọn họ liền càng là hưởng thụ loại cảm giác này, như là hấp độc giống nhau. Đến nỗi Diệp Bắc. Trăng rắc. Đương hắn một ngụm liên tục cắn nuốt vài khẩu tam thể sinh mệnh thịt sau, cũng cảm giác được không giống bình thường. Khi nguyên bản mặt ngoài kiên cố cục đá, bị cắn nuốt khi, liền phản phất là mỹ vị nhất thịt chất giống nhau. Vừa tiến vào trong miệng, lập tức hòa tan, hóa thành từng đạo màu xám năng lượng ở trong thân thể mặt lan tràn cuồn cuộn. Đồng thời Diệp Bắc còn cảm giác được, lực lượng của chính mình, theo hiện tại cắn nuốt, thế nhưng vẫn là lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Toàn bộ tam thể sinh mệnh phản phất là nhất tinh thuần năng lượng. Hơn nữa theo cắn nuốt khi, Diệp Bắc còn có một loại mặt khác cảm giác vũ trụ sao trời. Vô cùng bàn bạc lực lượng. Còn có vô cùng vô tận ký ức mảnh nhỏ, thế nhưng điên cuồng ở dịp bắt trong đầu xuất hiện. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ở cắn nuốt thời điểm, ta cảm giác còn đạt được một ít lung tung rối loạn ký ức. Liên tục cắn nuốt vài khối, dịp bắt có chút nghi hoặc. Tam thể sinh mệnh từ ra đời thời điểm, liền tiếp thu đến từ bọn họ tổ tiên tri thức, hơn nữa không ngừng cải tạo, tăng lên. Bọn họ mỗi một tế bào, mỗi một miếng thịt, đều có thể đủ chứa đựng tri thức, hơn nữa loại này số lượng vô cùng khổng lồ vô pháp tính toán cho nên ký chủ ở cắn nuốt thời điểm đạt được bọn họ bộ phận tri thức mảnh nhỏ đây là phi thường bình thường sự tình hệ thống nhanh chóng trả lời gì diệp bắt nghe xong hơi chút sửng sốt theo sau hai mắt đột nhiên sáng lên như là nghĩ tới cái gì rất cốt sự giống nhau khi dựa theo ngươi ý tứ nếu chúng ta toàn bộ xà tộc đem này tam thể sinh mệnh hoàn toàn cắn nuốt chờ trở về thời điểm ta thông qua tinh thần lực lĩnh vực điều tra sở hữu sinh vật nhóm ký ức liền có thể đem cái này tam thể sinh mệnh sở hữu tri thức cùng trí tuệ phục hồi như cũ lạc hô hô nói lời này thời điểm việc bắt hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên nếu thật sự có thể làm được kia xà tộc văn minh sẽ nháy mắt vượt qua vô số cấp bậc trở thành thập cấp văn minh dựa theo logic tới nói đích xác có thể làm được nhưng là ký chủ không cần quên mất lấy người hiện tại sinh mệnh trình độ còn vô pháp thừa nhận thập cấp sinh vật khổng lồ trong trí nhớ nói được đơn giản điểm chính là ngươi não tồn trữ lượng còn chưa đủ. Bất quá, nếu một ngày nào đó xà tộc văn minh có thể sáng tạo ra tinh cầu trí năng, nói không chừng có thể làm được điểm này. Hệ thống không chút khách khí nói. Tinh cầu trí năng. Đây là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Bất quá, giờ phút này Diệp Bắc cũng không có thời gian đi tự hỏi này đó. Theo không ngừng cắn nuốt, thân thể năng lượng điên cuồng tăng mạnh. Lúc này, tam thể sinh mệnh phản kháng cũng trở nên vô cùng kịch liệt lên. Gia hỏa này, thế nhưng không muốn sống hướng tới Thái Dương hệ bên cạnh một viên hàng tinh phương hướng vọt qua đi. Chương 509, không thể tưởng tượng thắng lợi. Chồng nhân mã. Tư tư tư. Không đếm được to lớn tinh cầu huyền phù ở bên này. Những cái đó trên tinh cầu mặt, bao trùm quang màng. Thỉnh thoảng nhảy lên tự phù, phát ra tư tư tiếng vang. Không có khả năng. Tuy rằng phái ra đi tam thể không phải rất mạnh, nhưng là mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là thập cấp sinh mệnh thể, mang theo hàng vì đã kích lực lượng, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thái dương hệ đều cấp toàn bộ hủy diệt, hiện tại sao có thể muốn thất bại? Một cái lạnh băng thanh âm vang lên, mang theo vô cùng phẫn nộ. Căn cứ hắn truyền quay lại tới tình báo, hình như là bị một cái tiểu mãn xà phá khai rồi phòng ngự tráo, tiến vào bản thể thượng lúc sau, thông qua một ít không gian thủ đoạn ở nháy mắt thả ra trăm tỷ sinh mệnh thể. Lập tức có thanh âm trả lời. Trăm tỷ. Đúng vậy. Hơn nữa phóng thích thời điểm, tốc độ phi thường mau, không đến 3 giây. Đáng sợ nhất chính là, những cái đó không gian lốc xoáy là ở tam bên ngoài thân trên mặt sở hữu vị trí sinh ra, ý tứ chính là nói, chỉ là nháy mắt, chúng ta toàn bộ tam thể sinh mệnh liền toàn bộ che che lại. Sẽ có loại này không gian kỹ thuật tồn tại. Có khả năng. Căn cứ chúng ta đối xà tộc Văn Minh tối cao phụ trách giả điều tra, hắn đích xác sẽ sử dụng một ít không gian năng lực, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể ở những cái đó không gian trung buông toàn bộ Văn Minh sinh vật. Đáng chết. Mặc kệ nói như thế nào, tam thể cũng là thập cấp sinh mệnh thể. Liền tính bị vây quanh cũng sẽ không chết đi. Không ngừng là như thế này, những cái đó sinh mệnh, so trùng tộc còn đáng sợ. Ít nhất trùng tộc ở càng quét một ít tinh cầu, đạt được cũng đủ nhiều đồ ăn khi, sẽ tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng tiêu hóa. Nhưng là này bọn người kia nhóm. Mỗi một cái sinh vật, đều phản phất là động không đáy, có thể vô tận cắn nút đi xuống, thậm chí liền bài tiết đều không cần. Này quá trái với sinh vật lẽ thường. Căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này mới đúng. Nhưng, đã đã xảy ra, tiếp tục quan sát, hỗn đảng. Thật sự không được nói, chúng ta trực tiếp đem toàn bộ hệ ngân hà đều cấp chục toái. Là, chồng nhân mã bên này, khi đối thoại trung tràn ngập phẫn nộ sát khí. Bất quá thực hiển nhiên. Bọn họ đối đang ở Thái Dương hệ bên kia bị vây công tam thể sinh mệnh đã hoàn toàn từ bỏ. Xôn sao? Giờ bẩn con kiến nhóm, hôm nay ta muốn mang theo các ngươi cùng đi chết. Tam thể sinh mệnh trong miệng gầm nhẹ thanh còn ở tiếp tục. Vèo vèo. Nói chuyện thời điểm, Gia hỏa này trực tiếp lấy siêu vận tốc ánh sáng hướng tới khoảng cách gần nhất một viên hàng tinh phương hướng vọt qua đi. Theo khoảng cách kéo gần. Đang ở gia hỏa này trên người điên cùng cắn nuốt những cái đó biến dị lũ giả thú, toàn bộ đều có thể cảm giác được nhiệt độ không khí gia tăng rồi không ít. Tên kia muốn đâm hàng tinh. Đáng chết. Nghĩ cách A. Xảo cái gì xảo, tiếp tục cắn nuốt, tốt như vậy mỹ vị, cho dù chết rớt, ta cũng nguyện ý A. Không cần lo cho hắn. Những cái đó biến dị lũ giả thú trong miệng gầm nhẹ bất quá diệt bắt bên này, lại không thể giống bọn họ như vậy. Hệ thống, lấy ta hiện tại thân thể tố chất, nếu thật sự đụng phải hằng tinh nói, có cơ hội sống sót sao? Suy suy. Diệp Bắc phun tinh tử, trong miệng thấp giọng hỏi đến. hằng tinh. Đó chính là Thái Dương. Mỗi thời mỗi khắc đều ở điên cuồng thiêu đốt, trong đó trung tâm chỗ độ ấm, càng là cao tới 2.000 vạn độ, bất luận cái gì sinh vật đều có thể nháy mắt bị đốt thành tro tẩn. Hiện tại sắp đụng phải Thái Dương, Diệp Bắc mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là khẩn trương thật sự. Nếu thật sự đụng phải hàng tinh, ở mặt ngoài nói, lấy ký chủ trước mắt thân thể tố chất đại khái có thể sinh tồn 10 giây. Nhưng là, cái khác xà tộc văn minh sinh vật nhóm, nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Hệ thống không chút khách khí. T. Nghe thế trả lời, Diệp Bắc cảm giác cả người chợt lạnh. Kia, nếu đụng vào nhất trung tâm địa phương nói, ta có thể kháng bao lâu? 0.00001 giây đều không đến, ký chủ, nếu không hóa giao, ngươi vẫn là không cần nghĩ cùng Thái Dương vai sát vai. Hệ thống tiếp tục nói. Ách! Lời này nói ra, mặc kệ thế nào, đều làm dịp bắt nghe có loại kỳ quái cảm giác. Tính! 10 giây thời gian vậy là đủ rồi, hơn nữa, ta tùy thời đều có thể đưa bọn họ đưa đến không gian mảnh nhỏ trung đi. Chờ thật sự khiên không được thời điểm, lại lui lại cũng không muộn. Dịp bắt phun tinh tử. Vũ trụ quá lớn. Khoảng cách này tam thể sinh mệnh gần nhất hàng tinh cũng hiểu rõ năm ánh sáng khoảng cách lấy này tam thể sinh mệnh hiện tại cực hạn tốc độ, thật sự muốn đụng phải đi, ít nhất cũng yêu cầu thời gian nhất định. Sở hữu xà tộc văn minh sinh vật nhóm đều nghe hảo, nhanh hơn tốc độ cắn nuốt, có thể cắn nuốt nhiều ít là nhiều ít, này tam thể sinh mệnh đã điên rồi, hiện tại chính hướng tới một viên hành tinh va chạm qua đi, một khi thật sự đụng phải, đại gia toàn bộ đều sẽ tử vong. Tinh thần lực lĩnh vực bao trùm, lời này nháy mắt liền truyền tới sở hữu sinh vật nhóm trong ốc. Là. Là. Là những cái đó biến dị lũ giả thú nghe được diệp bắt nói sau càng thêm ra sức cắn nuốt lên căn bản không mang theo ngừng lại đến nỗi nói cái gì lập tức muốn đụng phải hàng tinh bọn người kia nhóm tự hồ một chút đều không lo lắng ở bọn họ xem ra diệp bắt những cái đó không gian mảnh nhỏ là an toàn nhất địa phương chỉ cần trốn vào đi là được một phút toàn bộ tam thể sinh mệnh thế nhưng đã bị cắn nuốt rất một phần mười thân thể bị như vậy cắn nuốt làm này tam thể sinh mệnh cả người thống khổ khó nhịn a à a à khi gào rống thanh càng là không ngừng. Chính là, toàn thân đều bị bao trùm. Mặc kệ gia hỏa này như thế nào lăn lộn, đều không có nửa điểm tác dụng. Hai phút. Tam thể sinh mệnh bị cắn nuốt thân thể đạt tới thập phần chi tam. Hơn nữa theo thời gian tăng trưởng. Biến dị giả thú đàn bên này thân thể tố chất càng thêm cường đại, ít nhất có 90% trở lên biến dị giả thú ở cái này trong quá trình sinh ra tiến hóa, có thập cấp sinh mệnh thể gian làm bổ sung, mỗi một cái biến dị giả thú thực lực, ít nhất phiên gấp 10 lần có thừa. Bên này giảm bên kia tăng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ quá trình. 4 phút thời điểm, Tam thể sinh mệnh tốc độ rõ ràng yếu bớt, xà tộc Văn Minh bên này sinh vật lại là càng ngày càng cường. 5 phút, Tam thể sinh mệnh tốc độ suy giảm tới rồi á vận tốc ánh sáng. Phía trước thời điểm, hắn tiếng hô không ngừng, các loại mắng, nhưng là hiện tại, trừ bỏ không ngừng hô hô thở dốc ở ngoài, bất luận cái gì thanh âm đều phát không ra. Xem ra ta còn là quá xem trọng gia hỏa này, vốn đang cho rằng thật sự có thể đụng phải hành tinh nhưng là lấy hiện tại loại tình huống này tới xem, phỏng chừng khoảng cách kia hành tinh còn có nửa năm ánh sáng, là có thể đem hắn hoàn toàn cắn nuốt rớt. Suy suy. Diệp Bắc cũng không có lại chần chờ. Cắn nuốt thập cấp sinh mệnh thể cảm giác thật sự là thật tốt quá. Tại đây loại trong quá trình, hắn lại lần nữa thể nghiệm tới rồi thực lực mỗi một phút mỗi một giây đều ở cấp tốc tăng mạnh khoái cảm. Cả người máu đều ở điên cuồng sôi trào. Sáu phút lúc sau. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Khi siêu việt địa cầu gấp hai tam thể sinh mệnh, thế nhưng toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn. Mà Diệp bắt cùng vô số biến dị lũ giả thú, ở cắn nuốt xong sau, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh, huyền phù ở đen nhánh vũ trụ bên trong. Chương 510, lực lượng điên cuồng tăng cường. Hô hô. Vũ trụ trung, âm lãnh, đen nhánh, bất luận cái gì sinh vật đều không thể truyền lại. Nhưng là, loại này thời điểm, mỗi một cái biến dị lũ giả thú huyền phù thời điểm, lại đều có thể đủ nghe được một trận thật mạnh tiếng hít thở, thanh âm kia bàn bạc vô cùng, kinh thiên động địa. Hô hô hô. Thanh âm còn ở tiếp tục. Bất quá, so với loại này thanh âm, còn có càng làm cho này đó biến dị lũ giả thú khiếp sợ sự tình. Sao lại thế này? Ta cảm giác, thân thể của ta thế nhưng có thể ở chân không trung tự do hành động, hơn nữa, ở chỗ này cũng có thể tiến hành hô hấp. Một đầu biến dị gà kinh hô. Cũng không phải ở hô hấp, này chỉ là một loại ảo giác mà thôi, chúng ta thân thể đã hình thành một loại đặc thù tự mình tuần hoàng, dựa vào phía trước cắn nuốt đại lượng năng lượng tiến hành điều tiết bổ sung. Hô hấp, chỉ là sinh vật bản năng, cũng là một loại nguồn năng lượng dời đi quá trình, khi chúng ta năng lượng có thể tự mình tuần hoàn thời điểm, hô hấp tự nhiên không có tác dụng. Bên cạnh, một con biến dị con khỉ tràn ngập cơ trí trả lời. Kia, vũ trụ trung, chúng ta cũng vô pháp tiến hành đối thoại đi. Hiện tại lại là sao lại thế này? Đối thoại. Đừng thiên chân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thanh âm là trực tiếp ở chúng ta trong đầu xuất hiện sao, mà không phải ở bên tai đúng vậy. Thật không thể tưởng tượng, chúng ta toàn bộ xà tộc văn minh, thế nhưng đều có thể đủ ở vũ trụ trung sinh tồn. Hẳn là cắn nuốt kia tam thể sinh mệnh duyên cớ. Đúng rồi, ta tổng cảm giác trong óc mặt nhiều ra tới rất nhiều tri thức, các ngươi đâu. Vô số biến dị lũ giả thú ở nhanh chóng thảo luận. Vèo vèo. Mà ở lúc này, Kim Sư Tử, Khải Tác, Vương Văn, Huyết Nguyệt cũng sôi nổi bằng mau tốc độ, hướng tới dịp bắt bên này bay lại đây. Đúng vậy. Vũ trụ trung. Không có trọng lực bọn họ lại có thể huyền phù, hơn nữa có thể khống chế lực lượng của chính mình, tiến hành phi hành, một chút đều không kỳ quái. Vương. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trống trống. Kim sư tử vọt tới diệp bắt bên cạnh dừng lại sau, trong miệng gầm nhẹ. Tuy rằng bên này không có quan mang phản xạ. Nhưng là, ở tinh thần lực lĩnh vực hạ, sở hữu biến dị lũ giả thú hoàn toàn có thể tự do giao lưu, thậm chí đối phương bộ dáng cũng có thể xem đến rõ ràng, loại năng lực này phản phất trời sinh, vô cùng quỷ dị liền ở vừa rồi ta phát hiện ta gian lại trải qua một lần tiến hóa hảo cường mỗi một động tác đều tràn ngập sức bật này tam thể sinh mệnh quá cường ăn xong đi cảm giác cũng thật sản a à. khải tác nghe răng trợn mắt nói chuyện thời điểm tứ chi không ngừng huy động vô cùng hưng phấn sản là thực sản nhưng là hiện tại sở hữu chiến hạm toàn bộ hủy diệt nơi này vẫn là vũ trụ chỗ sâu trong liền phương hướng đều hoàn toàn bị lạc khoảng cách địa cầu càng là có mấy chục năm ánh sáng tuy rằng nhất thời có thể sống sót nhưng là thời gian dài nói này cũng không phải là cái gì chuyện tốt đi. Xuy suy Vương Văn cũng vọt lại đây, lúc này đây tiến hóa, thân thể hắn chiều dài thế nhưng trực tiếp viên bội, đạt tới 5.000 nhiều mễ, chiếm cứ ở vũ trụ trung thời điểm, phung tinh tử, hoặc nhìn miễn bàn đều khí phách. Đương nhiên, mỗi một cái sứ đồ ở ngay lúc này, đều là vô cùng khí phách. Trở về. Yên tâm hảo, này tam thể sinh mệnh cắn nuốt qua đi, chúng ta mỗi một cái đều đạt được ở vũ trụ trung tự do sinh tồn lực lượng, này ý nghĩa chúng ta sinh vật cấp bậc toàn bộ đều có to lớn đề cao nếu nó có thể tiến hành siêu vận tốc ánh sáng vận động, chúng ta cũng có thể làm được. Hiện tại cần phải làm là ở chỗ này đem phía trước cắn nuốt tốt lực lượng toàn bộ tiêu hóa xong, sau đó trở về địa cầu, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi cơ hội tiến công chồng nhân mã. Diệp Bắc nhàn nhạt nói. Vừa rồi hắn cũng cắn nuốt không ít, tam thể sinh mệnh kia thập cấp gen, càng là cấp Diệp Bắc mang đến đại lượng chỗ tốt. Diệp Bắc có loại dự cảm, chỉ cần cấp thời gian nhất định tiến hóa nói, chính mình lúc này sinh vật cấp bậc, tuyệt đối sẽ tăng mạnh không ít. Là. Hảo. Là, vương. Tinh thần lực truyền đạt. Sở hữu biến dị lũ giả thú ở ngay lúc này toàn bộ kiên định. Có dịp bắt ở, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ở vũ trụ trung thật sự tử vong. Giây tiếp theo. Bên này vũ trụ toàn bộ đều yên tĩnh xuống dưới. Số lấy trăm tỷ biến dị lũ giả thú, đều ở ngay lúc này, bắt đầu tiến hóa. Hô hô. chung quanh vô cùng cuồng bạo năng lượng ở ấp ủ. Trăng rắc, trăng rắc. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số sinh vật nhóm ở đột phá, cốt cách răng rắc rung động. Đến nỗi giờ phút này dịp bắt. Thân thể an tĩnh huyền phù. Hệ thống, vừa rồi cắn nuốt những cái đó tam thể sinh mệnh bộ phận thân thể sau, ta đại khái được đến nhiều ít tiến hóa điểm số, gian điểm số. Dịp bắt thấp giọng hỏi đến. Tiến hóa điểm số vì, 170911 11 giờ, gian điểm số, 10.000 điểm, đồng thời hấp thu đại lượng năng lượng, kế tiếp ký chủ có thể nếm thử đem những cái đó năng lượng toàn bộ chuyển hóa, làm thân thể tiến thêm một bước cường hóa là được hảo. Diệp bắt gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được ở trong thân thể năng lượng biến hóa. Tam thể sinh mệnh, làm silicon sinh mệnh thể. Bản thân chính là một loại cục đá. Phía trước Diệp bắt cắn nuốt thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, những cái đó cục đá là hiện ra màu xám năng lượng. Tư tư. Giờ phút này, vô số năng lượng ở trong thân thể mặt lan tràn. Bắt đầu cùng mỗi một viên tế bào va chạm. Phanh phanh phanh. Va chạm nháy mắt, Diệp Bắc thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng vô cùng sảng khoái cảm giác. Không có bất luận cái gì thống khổ. Phản phất thân thể đang ở tiến hành một loại hoàn toàn mới lột xác. Loại cảm giác này hảo sản. Hơn nữa, những cái đó màu xám năng lượng, giống như làm thân thể của ta có thể trở nên càng thêm kiên cố, trừ cái này ra, tế bào phân liệt cùng trọng tổ thế nhưng cũng thông thả không ít. Cảm thụ được thân thể biến hóa thời điểm, dịp bắt trong miệng gần như không ngừng. 10 phút 20 phút Khi màu xám năng lượng, đã đem dịp bắt thân thể toàn bộ bao trùm. Thậm chí làm diệp bắt có loại ảo giác, phản phất chỉ cần chính mình nguyện ý, là có thể đủ làm thân thể hóa thành cục đá, huyền phù tại đây phiến trong không gian mạch, ở trong thân thể sở hữu tế bào đều sẽ động lại, tỉnh sinh bất tử. Đương nhiên, trừ bỏ loại này biến hóa ở ngoài, cái khác phương diện cũng cấp tốc phát sinh thay đổi. Lực lượng, thân thể chiều dài, đường kính, toàn bộ bắt đầu điên cuồng bạo tăng. 30 phút lúc sau, hô phía trước cắn nuốt tam thể sinh mệnh sở sinh ra năng lượng đã toàn bộ đều bị tiêu hóa diệp bắt thân thể như cũ hiện ra kim sắc chỉ là màu sắc thoạt nhìn không hề là như vậy chói mắt để lộ ra cao quý cùng điệu thấp thân thể chiều dài càng là đạt tới khủng bố một vạn mễ so với phía trước ước chừng tăng trưởng gấp ba có thừa tư tư thân thể tùy ý vừa động giờ khắc này diệp bắt cảm giác thân thể của mình phản phất có thể một kích đem một viên tinh cầu đều cấp đánh bạo giống nhau thật là lực lượng cường đại a hiện tại thân thể của ta rốt cuộc là mấy cấp đâu. suy suy Thân thể tăng lên song bổn, Diệp Bắc Phung tinh tử, bắt đầu sử dụng tinh thần lực lĩnh vực đối thân thể của mình tiến hành kỹ càng tỉ mỉ quan sát. Chẳng qua. Liền ở Diệp Bắc tinh thần lực lĩnh vực hơi chút phóng thích lúc sau. Hắn hai mắt đó là trực tiếp trừng. Không ngừng là chính mình biến hóa đại. Toàn bộ xà tộc văn minh sinh vật nhóm, toàn bộ đều thay đổi A.